Những phút còn lại của chương trình ngày mới, mời quý vị cập nhật thông tin giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực. Thưa quý vị, giá heo và giá tiêu đang giữ mức ổn định, giá lúa đồng loạt tăng trong khi giá cà phê lại có xu hướng giảm. Giao dịch trên thị trường, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng và thu mua trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng một ký. Tại tỉnh Tây Ninh, heo hơi đang được thu mua với giá 48.000 đồng một ký, thấp nhất khu vực phía Nam. Cao hơn một giá, tại Bình Dương, giá heo hơi ở mức 49.000 đồng một ký. Mức giá cao nhất ở khu vực 52.000 đồng một ký được ghi nhận tại Cà Mau, Bạc Liêu. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thương lái đang thu mua heo hơi trong khoảng 50.000 đến 51.000 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay giao dịch quanh mốc 63.000 đến 65.500 đồng một ký và tiếp tục xu hướng ổn định. Tại Bình Phước và Đồng Nai, giá tiêu đang được thu mua ở mức 65.000 đồng một ký. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu duy trì ổn định ở mức 65.500 đồng một ký. Hiện nông dân và thương lái vẫn có tâm lý găm hàng chờ giá cao. Sản lượng thực tế sẽ được các cơ quan hữu quan, tổ chức liên quan công bố trong thời gian tới. Thực tế thời gian vừa qua, người trồng tiêu thường xuyên mất mùa, còn mất giá. Giá lúa gạo đang đồng loạt tăng từ 100 đến 300 đồng một ký. Thị trường lúa gạo sôi động do nguồn cung giảm dần vào cuối vụ. Hiện giá lúa tươi đang được thương lái thu mua tại ruộng đối với giống Đài Thơm 8 ở mức 6.600 đồng đến 6.800 đồng một ký, tăng 200 đồng một ký. Đàn hoa chín tăng 300 đồng một ký lên mức 6.400 đồng đến 6.600 đồng một ký. OM5451 tăng 100 đồng một ký lên mức 6.400 đồng đến 6.500 đồng một ký. IR504 ở mức 6.200 đồng đến 6.300 đồng một ký, tăng 100 đồng một ký. Về giá gạo đang duy trì ổn định. Hiện gạo thường còn 11.000 đến 12.000 đồng một ký, gạo thơm Zesmai 14.000 đến 15.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 14.500 đồng một ký, đàn hoa 18.500 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký, gạo Nhật 22.000 đồng một ký. Giá cà phê giảm 400 đồng một ký so với những ngày trong tuần. Hiện giao dịch từ 49.200 đồng đến 49.600 đồng một ký. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua từ 49.100 đồng đến 49.200 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Nông, tỉnh Kon Tum, cà phê đứng ở mức giá 49.400 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay thu mua với giá 49.500 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá cà phê được thu mua ở mức 49.500 đồng một ký.